lưu với các cô các cháu, chơi với hai đứa, là mình đang ngồi mình giao lưu, mình đang chờ kết quả. Bữa nay là ngày thứ hai mà ngày hôm nay là ngày quyết định của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, nói vậy đó. Ok, em có ý kiến gì không? Chứ anh tức bụng lắm rồi đó. Rồi có gì Thì em chia sao anh? sẻ không? Có nghĩa là em có cái gì chia sẻ không, chứ anh tức bụng lắm à. Mẹ bầu cử gì gần trên một tháng rồi mà ai cũng bỏ phiếu, ai cũng biết rồi, bây giờ mà không ai biết là ai là tổng thống là sao, kỳ cục. Ủa mà sao cái tiếng nói của anh nó đi sao, nó đi lặp lại vậy anh? Mày không gắn cái headphone vô hả? Không. Vậy mày phải gắn vô đi, mày gắn sợi dây vô trong đi thì nó hết. Không, để em gắn cái Gắn cho nó hết à. anh này, anh cứ làm phiền em quá nha. Bây giờ tao đâu có biết ai, tao lôi về lên để làm. Ba phải là phải mua vui được vài trống canh, mày ơi khổ quá. Ở bên này đâu nó lạnh lẽo mà bên dịch bệnh tùm Alo, lum, bây giờ sao rồi, nghe rõ không? nghe rõ, rất là rõ hết cả, hết lặp lại phải không? Nó cũng lặp lại anh ơi, sao kỳ vậy? Rồi mày, bây giờ mày xuống rồi mày lên lại thử coi. Thôi xuống nha, em xuống nha. Mày xuống rồi mày lên lại nha. Rồi. Rồi. Rồi gửi yêu cầu đi, mày gửi yêu cầu đi Phong. Hello, mày đâu rồi? Giờ nghe được chưa? Rồi, ok, tốt. Rồi, ok, nói đi. Thì Chờ chờ cái còn mất dạo này bận rộn quá anh, điện thoại lum hết, anh làm phiền em quá à. Để em chờ chút đi. Điện thoại lùm lum nè, bây giờ anh biết sáng nè. Sáng ra mà em không có ở quán cà phê là tụi nó ồn ào, bây giờ nó gọi nè. Ơi, mày nói mày đi công Alo. tác, mày đi công tác. Alo. Ừ, có chuyện. Cái xe mà nó nổi lên cái Sao nói đi, sao nói đi. cái xe mà nó nổi lên như cái móng ngựa đó là nó bị gì ta? Trời ơi, xì lớp xe nó Bánh ơi. xe mềm ông ơi, không có gì hết. Vậy đó hả? Ừ, coi đi bơm lại. Rồi, ok ha. Trời ơi, nó ở Bởi bỏ vậy lâu rồi, bỏ lâu rồi mày nó không biết trời. anh biết rồi, em bên đây giống như là em là nhà tư vấn vậy, cái quái gì nó cũng gọi em hết, má phiền dễ sợ luôn. À, từ đúng mấy chuyện chuyện đời, chuyện nhà, chuyện xe, chuyện cổ, chuyện gì nó cũng hỏi, bởi vì không có em là nó nhốn Nhưng mà có cái nó không hỏi, chuyện tình nó không hỏi. nhau. Thôi em ơi, thôi anh ơi, cho em xin. Cho em xin rồi. Giờ anh muốn gì? Không, mà tức tức nghĩa là cái ngày hôm nay á, là cái ngày tối cao pháp viện ra phán quyết, tất nhiên là cái quyết Ừ. định cuối cùng. Nhưng Rồi. mà anh chỉ tức là cái điều này là ở một cái nước Mỹ ở lâu năm giống như tao vậy nè, nhưng mà khổ nổi từ hồi xưa tới giờ chưa có một cuộc bầu cử nào nó quá chiêu vậy. Bây giờ tao hỏi mà tao chỉ tức là có cái điều là tới giờ phút này, từ gần tới cận ngày rồi á, mà tao ở đây cũng người dân ở đây cũng không biết là ai là tổng thống, có nghĩa là nó 50-50 không, cứ phập phồng, cứ lo phán quyết đồ nó chơi cờ cái ẹo tới ẹo luôn vậy. Bực mình là chỗ không bao giờ có, và cái ý đồ của ông Trump là cái gì đó, bởi cho ra tao cũng không hiểu nổi luôn. Và tăng không ai mà tăng không ai ngờ đến cái chuyện mà cái người thua cuộc mà lại kiếm tiền được nhiều quá mày. Ồ quá. Khổ vậy. Đó vậy này anh ơi, Nói đi. thật ra cái năm 2020 này á là một cái gì đó mà ghi vào cái lịch sử của thế giới.
không có những nước Mỹ mà cả toàn thế giới về cái dịch bệnh, mà riêng nước Mỹ thì anh biết rồi, nhiều vấn đề nó bị lộ ra ở trong cái năm 2020 này. Vì qua cuộc bầu cử anh thấy rồi thì nó cũng nói lên đúng cái bản chất tự do mà, xứ tự do Đúng mà, rồi, đúng cái đó là rồi, đúng bản chất thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà ông Trump á, ông khơi lại được cái vấn đề này, thì rõ ràng là ông khơi lại cái vấn đề là American là nước Mỹ là số 1. Ok, thì cái đó là đúng vào cái chỗ ngứa của nhiều người đó. Ngay cả người dân Mỹ cũng vậy, hồi xưa giờ đâu có ai dám mà khiều lại, thì mình thấy rõ ràng là cái đám mà nó ủng hộ Trump á, thì anh biết rồi, đa số là nông dân, các cái thành phần ở các cái nông thôn, thì gãi đúng chỗ ngứa của họ thì họ cuồng thôi, nó thẳng luôn. Người Mỹ họ cũng cuồng, đâu có cần gì cái người Việt, cuồng dữ lắm. Thì nói chung đúng đúng, nhưng mà có một cái người Việt là họ bị ngộ nhận, riêng người Việt họ bị ngộ nhận. Thì cái chủ mình thấy rõ ràng cái chủ trương của ông Trump là thượng đẳng da trắng rồi, nhưng Rõ mà ràng. cái người Việt Nam mình lại ngộ nhận một điều là thượng đẳng da vàng nữa, có ké vô nữa, Ừ. thôi thì phải chết, cái đó mới là thượng đẳng da vàng đó. Nên cũng có một số, nói chung là cũng em nghĩ cũng 50-50, thì cũng cuồng rồi cũng la ó rồi cũng nói chung là cũng cũng cố gắng hết sức. Thì mà rõ ràng thì một cái lực lượng fan mà nó hùng mạnh như vậy mà không lẽ ông Trump muốn buông xuôi một cách đơn giản anh, thì còn nước còn tát chứ, cũng lấy là cũng làm sao gỡ mặt gỡ mày cho fan chứ, với lại cũng kiếm thêm mớ. Nói chung là tiền bạc mà hô lên cái có 200 triệu nào cũng làm anh được, cái đám mà luật sư nó bu vô nó kiếm ăn Trời vậy ơi, đó, thôi nhắc nhắc cái vụ luật sư thì bây giờ đó. tôi coi cái tin VN Express đó, nó nói là 1.500 luật sư đủ, sắp sửa bị hầu tòa vì tôi có thể là tước bằng luật Thì sư. mình không biết, mình không Mình biết làm không biết. sao, nhưng mà bây giờ rõ ràng là luật sư là cái nghề cải, nghề kiếm chuyện Nghề mà. nghề kiếm tiền. Dạ, phải có chuyện họ mới kiếm tiền được. Thì đây là cơ hội anh, vậy thôi. Anh học học bỏ bao nhiêu năm học ra cũng mới tốn nhiều tiền lắm chứ, bây giờ gỡ được đồng nào gỡ chứ. Sao tha được? Bây giờ Vậy là cứ cứ chuyện đi là có tiền thôi. Toàn là tiền chùa không, đâu phải tiền của ông Trump đâu, nên thoải mái mà thưa với kiện, cứ thưa đi là có tiền. Bởi vậy cứ thưa miết mà không biết thưa tới bao giờ đây nữa. Thì chỉ có một cái lo ngại, em thấy có một cái lo ngại là hôm bữa Chủ nhật á, thì ở trên Washington có vẻ nó cũng có manh nha cái bạo động đó, nó manh nha đó, đó có nó một có người cái manh chết. nha bạo động, thấy nó cũng khá là nguy hiểm. Với lại cái ông Trump á, cái tính cách ổng á là cái người không bao giờ biết thua, không bao giờ biết thua, mà cái tính cách của ông Trump vậy. Thì em nói chủ nào tới nấy thì nói đúng mà anh, thì cái lực lượng mà ủng hộ ổng nó cũng ghê lắm á, nên mình cũng đáng lo ngại cho nước Mỹ. Rồi bây giờ bao nhiêu thứ nó đẻ ra thêm nhiều thứ nữa anh, cũng có những cái phát biểu đòi ly khai này kia, mà em nói tào lao sao được, Đúng giỡn rồi, chơi làm hoài, sao giỡn chơi giỡn hoài. chơi hoài, nước Mỹ đâu có giỡn chơi hoài, muốn làm sao làm. Mà với lại một điều là em thấy nhiều khi Hơi lớn. nước Mỹ đang bị nghiệp quật anh, đang bị nghiệp quật. Tại vì cái tình trạng nước Mỹ á, hiện tại nó cũng giống như các nước khác mà Mỹ đã từng Ồ, đúng rồi. làm cho nó tan nát rồi. Tan nát. Thì bây giờ em thấy hình như là bị nghiệp quật á. Thì ở đâu mà nó xáo trộn là có bàn tay lông lá của Mỹ dúng vô, mà nhất là các nước mà dầu lửa, anh thấy có cái nước nào Dầu yên đâu. hỏa, đúng rồi, không yên nào, đúng rồi. Thì cái anh biết rồi, cái hệ thống petrodollar anh biết rồi, nó khống chế hết đó. Thì cái chuyện này Mỹ đã từng làm cho các nước khác, thì bây giờ tới phiên Mỹ mà, thì nhưng mà Mỹ thì bây giờ nếu nếu mà gặp cái trường hợp các nước nào đó, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, hoặc là một cái nước nào nhỏ đi mà lâm vào trường hợp như nước Mỹ bây giờ là tan nát rồi, chắc chắn tan nát rồi, chắc chắn là sẽ tan nát. Còn không biết nước Mỹ bây giờ xoay sở làm sao, thì tình hình nó diễn biến cũng khá phức tạp đó anh, mình không hiểu được. Nhưng mà hôm qua em thấy cảnh bạo động ở trên Washington thì cũng ái ngại, cũng ái ngại. Thì thật ra thì cái xứ tự do thì nó lộn xộn, nó cứ thưa với kiện rồi nó
mỗi người giữ cái lập trường của mình thì Nói tự do một mà. nói một cách khác, trong là họ lấy tiền họ làm cái thước đo, cái gì có tiền là họ làm, có nghĩa là luật sư ăn theo, tất cả cái gì cũng ăn theo vì có tiền mà, tiền là tiền chùa, giống y chang như mình nói hồi nãy. À, không phải vì một người hai người, nhưng một bầy luật sư, và những người mà thay ngang đổi vũ, nó còn nó phân tích ra là thưa toàn là chuyện tào lao, và dựng chuyện lên những cái chuyện rất là buồn cười. À, thậm chí mà đưa lên tối cao pháp viện mà nó có cái từ này nữa, ví dụ như ở California dựng đơn lên để mà thưa lật ngược lá cờ thì để chữ New California, New Hampshire, thêm chữ vô Cái tờ đơn mà thưa cái tiện mà còn còn viết viết sai sai nữa đồ quá rồi, khổ con số chữ tri đoàn là 62 mà ghi thành 72, tất nhiên là làm một cách em thấy nó lắm. có vẻ như là làm đại làm ấy để mà Đúng lấy rồi, tiền thì làm đúng cẩu hơn. thả, đúng rồi đó, 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 đó ý Chủ tao yếu muốn là nói để lấy tiền thôi. Anh biết rồi. luật sư đụng tới luật sư là anh biết, anh ở Mỹ anh biết rồi. Rồi Đầu tiên mày muốn thưa kiện thì cái deposit là tiền tiền xuống đi đâu, tao làm cho. tiền đâu, đầu tiên là tiền đâu á. Đó, thì anh biết cái nghề luật sư là cái nghề phải kiếm chuyện mới mới có tiền chứ. Thì đây là cơ hội của họ thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà chỉ có một phần, anh thấy một phần nữa là một cái rối ren của hiện tại bây giờ cũng cả thế giới là cái vấn đề fake news bây giờ nó quá trầm trọng rồi. Quá Mà trọng rồi. em thấy bây giờ có nhiều người họ bị nghiện luôn á. Em Đúng thấy rõ rồi. ràng họ bị nghiện fake news luôn á. Và cứ có họ họ vừa thấy cái họ chưa kịp đọc là họ share liền. Họ chưa kịp coi là họ share. Thì cái đó em thấy trở thấy là em thấy là có nhiều người bị nghiện á, mà nghiện lâu quá đó. Cái này mà nghiện lâu quá là nó thành bệnh đó anh. Là Bình bị cồn, bên không. cồn á. Nó bị thiểu năng trí tuệ, nó không còn suy xét được nữa đó, nên 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 nó quá nguy hiểm đó. Thì mình em thấy như là tư cách anh em mình thì bao giờ cũng đứng vững với trên cái lập trường của mình, với lại mình có cái suy nghĩ, mình có cái đa chiều, mình nhìn qua nhìn lại mình không có vội vàng. Nhưng mà em thấy Đúng rồi, đa bọn số nhiều trẻ. người họ 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 thí dụ như cái đầu họ 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 đang ghét người nào đó, chỉ cần một người khác nói Gãi đúng cái xấu ngứa là rồi nhớ là là hùa theo. họ hùa liền, hoặc Hùa là liền. họ không cần đọc chi tiết là sao mà cứ nghe bêu xấu người đó là họ nhào vô xe liền, không cần biết. Mà anh thấy cái tình trạng đó bây giờ nó khá là trầm trọng, mà không riêng gì ở nước Mỹ Chính mà xác. bên bên Việt Bên Nam Việt cũng Nam vậy. cũng vậy. Bên Việt Nam cũng vậy. Vừa rồi có cái thằng nào mà nó ghét cái bài nói chuyện của ông Nguyễn Xuân Phúc ở trong cái đại hội, mà nó ghét bằng nó nói ông Phúc nói tiếng Anh đó anh. Anh có coi cái đó không? Mình nhìn Có vô là mình thấy nó ghép rõ biết ràng liền, biết nó rồi. ghép rõ ràng rồi. Nhưng mà tụi nó cũng tung lên, mà có những người tin là như vậy. Mắc mớ gì ông nói chuyện với người Việt mà ông nói tiếng Anh. Nó không có cái đầu, đâu Nên tụi có nó riêng bây ông giờ đâu phải, còn có của bà hình như là bà Ngân bà gì bà chứ Ngân bộ. nữa, hai người lận Hai người nữa hai người lận mà nhiều. nó bôi bác á. Nên mình nhìn vô là mình thấy nó không đúng rồi, nhưng mà người ta vẫn thích. Có đôi lúc em nghĩ là người ta vẫn biết, nhưng mà người ta tích trẻ rồi vẫn share cho mọi người, biết hay không biết nhỉ, không biết. Nhưng mà mình nhìn qua cái fake news nó cũng dễ phát hiện lắm anh, chứ đâu có gì đâu khó. Đúng Mình từ rồi, từ mình suy xét một chút là nó suy ra xét ra cái chút xíu rồi ra thôi, đâu rồi có cái gì đâu khó. mình nghe những cái đài nào chính thống là mình biết liền rồi, Có nói mình cái sai thôi, đối chiếu qua lại đối những chiếu nguồn qua lại tin, là biết rồi, thường thường thế thì em thôi. biết cái fake news á, thì thường thường cái tiêu đề của nó rất là hấp dẫn, Nó giật tiếp nó dữ giật lắm, gân, nó để giật cho người ta gân. chú ý. Mà bây giờ em thấy có nhiều thằng nó chuyên môn, nó hình như là nó trở thành cái nghề luôn á, cái nghề làm fake news á anh. Ngay cả ở bên Mỹ này cũng vậy, có những cái truyền thông nó chuyên làm fake news không à, nó giống như một cái nghề luôn vậy. Nên bây giờ nó làm cho người ta bị, ngay cả người Mỹ cũng vậy, họ bị chênh vênh hết, họ không có một cái gì mà thấy họ họ bị nó hỏi anh chứ suốt ngày ra rã như vậy thì làm sao nó không vô anh, nó không nỡ bề ngang, nó cũng nỡ bề dọc chứ. Thì cũng giống như cái người Việt của mình ở bên đây, anh biết rồi, ở bên đây 45 năm chỉ nghe được cái thông tin một chiều, rồi ba cái fake news đâm ra họ riết cái họ bị ghiền, Ghen. riết là ghiền luôn. Anh nói thảo ảo đạo là ghiền luôn cái thiểu năng trí tuệ luôn, không có suy xét được cái gì hết. Chỉ biết hùa hùa theo, thế mình thấy cũng mệt quá anh. Thôi giờ anh em mình thì lúc nào cũng phải sáng suốt một chút, đừng có nghe lời. Em bao giờ em cũng tỉnh táo anh, tỉnh táo. Mọi nguồn phải tỉnh táo hết. Đúng Giờ rồi, ba cái gì mà
Nếu tao ở xa quá mà tao không rành về vấn đề, mà tao thấy có cái gì đó nó hơi ấy, tao hỏi thăm mày, tao coi thử cái sự tình nó thật vậy là không. Còn nếu bên này thì mày hỏi thăm tao, bỏ qua bỏ lại, có nghĩa là hỏi thăm nhau để mà mình coi thử những nguồn tin nào nó xác đáng. Nguồn tin chứ còn bây giờ cái cắm đầu cắm cổ mà ngày nào cũng đụng đi theo thằng trai gì, thằng Mỹ Vũ là chết mẹ rồi luôn. Còn em thấy hôm qua cũng ở ở Tampa em cũng có kéo nhau một mớ đi đi qua Washington để biểu tình đi theo Ngụy Vũ á, thì em thấy họ cũng là em thấy với người Việt á, thì họ cũng họ thật ra cái chính kiến về chính trị họ không có đâu, chẳng qua là giống như là Hồ không nó là vậy à, có cái điều có cái cơ hội tụ tập cho nó vui, cho nó vui rồi giống như đi party vậy đó, rồi mặc đồ đẹp, mặc áo dài đẹp rồi lên đứng chụp hình như vậy thôi, chứ về ý thức chính trị em nghĩ không có đâu, Không có, không có đâu, rõ ràng tao nói mày cho giống như nghe. là đi Cái chơi á. hai cái hai nữa là cái người Việt mình nó có một cái tánh hiếu kỳ, cái tánh nó rất là nặng, mày biết không? Tao kể làm câu chuyện, đây là chuyện có thật 100%, mà cái chuyện này cũng mới xảy ra đây. Mày ở ở Việt Nam nó có một cái vụ án mà cái thằng Tuấn Khỉ là cái thằng đó nó giết năm bằng người bằng súng AK thì nó chạy trốn. Thì có một cặp vợ chồng ở đâu, ý Kiên Giang, Tiền Giang, người ta không rành miền Tây, nhưng mà có rằng ôm mấy chục triệu vào đây mướn khách sạn rồi gần 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 tới cái điểm đó, biên chi gần tới cái điểm đó để mà coi thử coi Tuấn Khỉ bắt bị bắt như thế nào, người ta ghê gớm không? Phải chi ta ở gần đó người ta đi coi thì cái chuyện đó mình không có nói. Ngược lại ở miền Tây đón xe đò gom góp tiền bạc lên đây để mà rình coi Tuấn Khỉ bị bắt như thế nào, đó là một vụ, đó là một vụ. Còn một vụ nữa là còn hay tới mà tức cười nữa, cũng vụ Tuấn Khỉ ở dưới quê, ở đâu ở Long Xuyên, Đồng Tháp, người ta không có rành lắm, nhưng mà người ta không có tiền thì mấy người kia hùng tiền, đứa 300, đứa 200, đứa 100, đứa 50, mướn một cái thằng em mày đi đó mày coi xong bây giờ mày tường thật của tao. Thằng đó nó có nhiệm vụ rồi mới nó lấy mấy triệu đó, nó lên nó ôm ở mỏi mệt quá, hai tuần lễ không thấy gì đụng tình. Lúc đó là người ta là công an, người ta đang siết vòng dây biết không, thì nó coi tới ngày thứ 15, tới ngày hai tuần cái ngày cuối á, đồ ông mệt quá ông ngủ trong một giấc thì mẹ công an vô làm hết trơn trọi, dọn vô sạch sẽ rồi. Sáng ra ngày hôm sau ông nói ủa đâu có tiêu trơn trọi rồi, ông nói đủ mới chết mẹ vậy sao tới giờ tôi kể đồ làm sai tao hết chết mẹ rồi làm sao gì tao kể tôi nói nghe đồ không biết gì hết đồ Với tôi lại thấy mẹ. sau từ khi mà có cái mạng xã hội á, cái YouTube á, thì nó giống như là nó bùng nổ. Nó Anh bùng biết bây nổ giờ YouTuber nhiều quá, nhiều quá, mỗi người cái gì cầm nó cái cũng điện khai thoại thác, nó đâu có cho rồi. nguội mày, nó đâu có cho nguội, tay tao coi tao biết mà. Thì em Cái biết, vụ thí dụ em biết là có một cái đề tài nào nóng bỏng là xúm vô, nó nó làm xúm vô lớn chuyện lên, nó làm lớn chuyện lên cho người ta coi, để thật ra câu view kiếm like rồi kiếm tiền đúng YouTube rồi, vậy kiếm tiền thôi, vô chứ tiếp thôi vậy thôi chứ không có vậy gì ra hết. rõ Thật ràng ra lên YouTube nó không cho nguội, lúc nào cũng phải nóng đúng rồi vô đúng là rồi khổ vậy. rồi 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 có những nhân vật giống như là ké theo sự kiện, Đúng rồi. anh ké theo sự kiện để kiếm người coi rồi này kia, cái tào lao. Nên cái mạng xã hội ở Việt Nam thật ra cái dân Việt Nam mình họ rảnh quá, ở bên Mỹ này á người ta lo đi làm chết mẹ luôn, Chết mẹ chết ai cha đâu mà luôn. rảnh rang mà cứ ngồi suốt ngày ôm cái điện thoại rồi coi cái này coi cái kia, chạy dân Việt Nam anh biết rồi, anh về anh thấy họ họ cái thời gian rảnh họ còn nhiều lắm. Nên ở Việt Nam anh thấy không, cái chuyện Tỷ gì mà xảy tỷ ra tỷ phú mới thời gian mà. mới lú ra cái chuyện gì cái là mà cả nước đều răng 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 cái vụ, mới đây cái vụ Duy Nguyễn nữa sẽ mệt quá tào lao Tào lao. súng Trời ơi, đây là có cái đứa nào mà nó mổ lên YouTube kìa. Tự nhiên có cái gì công an chặn đường bắt đầu nó đi cưới sao. Cái hàng mấy trăm thằng á, đu thằng nào nó cầm cái phone lên dơ để livestream YouTuber đu. Trời ơi, khổ ghê, tao không hiểu bây giờ sao. mà em đề nghị, anh đề nghị thì sao mà YouTube nó đừng có trả tiền nữa là nó yên hết à, mà fake news nó cũng giảm liền á. Rõ ràng là không có tiền thì cứ Nhưng thôi. mà không có tiền không được anh, không có tiền cũng được, phải lấy tiền quảng cáo phải trả cho nó chứ, Đúng đôi lúc YouTube nó cũng cần mấy cái đó để có người xem chứ anh, thì có người rồi xem thì nó mới đặt quảng cáo được, thì nói chung là khổ tiền bạc hết mệt. Ông nào cũng tự xưng lòng lòng yêu nước yêu đồ mệt quá. bản chất thì nó chỉ quy ra một mối là vì tiền thôi, nhưng mà các cách Tiền kiếm á, tiền
cái cách kiếm tiền mỗi người mỗi khác thế thôi. Đồng Thậm chí cái bầu cử của nước Mỹ này cũng vậy, cũng vì tiền thôi. Mà tiền tao hết. tức mà tao tức cười nhất là cái điều là cái gì là ổng đã xuống chức rồi, ổng không còn gì dân chọi mà ổng cũng kiếm tiền được rất là hay, rồi không nhận phải công nhận cha này hay thiệt. Không Ông ơi. Ừ. em mình phải công nhận, mình phải công nhận Trump ông cũng có cái tài á. Thật ra là nó là như vậy nè, thì cái bản thân của ổng á, trước đây là ổng ở trong cái giới showbiz rồi, À ổng đúng đã rồi làm đó. bên, bên truyền hình rồi, ổng đã từng đứng trước đám đông rồi, Thi hoa hậu nên rồi là ổng cái tổ có chức sự những kiện rồi. cái ổng có những cái mà nó khá thuyết phục trước đám đông. Cho dù ổng nói láo đi nữa, mà nói láo hay thì người ta cũng thích chứ anh. Nói hay ổng nói rất là thuyết phục. Rồi ổng từng đứng đứng trước đám đông thì ổng có những cái ưu điểm và ổng có cái quen với cái việc đó rồi, rồi cộng với ổng đi vào chính trị thì ổng kích được cái sâu thẳm của một giới người Mỹ là tự hào cái thượng đẳng Người da trắng. tia trắng đúng rồi. Đó, ổng kích được cái thành phần đó lên. Hồi xưa giờ đâu có ai mà kích động cái chuyện đó, nhưng mà thấy cái ông Trump là thấy mình thấy rõ. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho một số da vàng đu theo rồi cái ngộ nhận là thượng đẳng da vàng rồi biết chết chứ. Thường Ô không mẹ. có Ồ thiệt rầu ghê, khổ quá buồn cười. Tới giờ đang ngồi coi tin tức rồi tao thấy đủ mấy còn chờ lâu quá, tôi tức mình tao live stream, tại bởi vì cái sự mong đợi của ngày hôm nay đồ hầu như là người dân nào cũng mong đợi cả cả kể và cả kể hai phe, hiểu không? Nhưng mà mình thì thật là ông nào lên mình cũng là người dân thôi, ông nào lên thì cũng vậy thôi chứ không khác gì, mình không có phải kiểu guồng này guồng kia. Tao cũng đợi, tao chưa hề biết guồng ai hết chứ, khổ không biết guồng ai hết anh trơn. nói ông tổng thống nào lên nước Mỹ cũng hùng mạnh hết đó, Đúng tại rồi. vì đã khẳng định là nó nước Mỹ là một cái nền kinh tế rất là mạnh, nó hình thành bao nhiêu năm nay rồi, Để cái lợi điểm có của nó là nhiều thừa dạng người nói đa chủng tộc nữa. rồi, cả một đại diện cho một cái thế giới tư bản, một cái thế lực về tài chính gọi gì là trùm thế giới luôn, làm sao mà nước Mỹ mà suy yếu, ông nào lên tổng thống cũng vậy hết trơn á. Cũng vậy thôi. Mà tao nói mày Chẳng rồi, tao nói rồi, không phải riêng mình ổng đâu. Khi mà ổng lãnh đạo đất nước thì cả một cái bộ sậu, ổng không có đủ khả năng để mà ổng này vừa khoa học này, về kinh tế này, về ngân hàng này, về tất tần tật. Ông tổng thống không có quyền, ông không hiểu được gì đó đâu. Bộ sậu ổng làm, có cái nội các của ổng làm, mày bị hiểu như vậy. Mày sẽ thắng ở nhưng mà thật cái ra đường lối của Mỹ đi thì y chang vậy, thật thằng ra nào lên cũng vậy thôi. cái ông tổng thống Mỹ á, thì dưới ổng á là biết bao nhiêu con người, Đúng rồi, biết bao nhiêu phải con không? người. Chỉ cần ổng có một cái định hướng nó tương đối, nó phù hợp cho từng giai đoạn, rồi cái khúc sau có người làm hết, Có người làm hết. vậy thôi. Nên 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 em thấy rồi, chắc em nghĩ là nó cũng xong thôi anh, nó ồn ào, nó Thì ồn không, ào mình rồi biết chắc chắn 100% rồi, tao đã từng nói mà cái làm cái gì làm thì cũng kể qua cái ngày này, cái gì là nhưng mà vài điều tuần hoặc là vài tháng là xong hết thôi. điều điều quan tâm nhất của em bây giờ là sao mà cái Covid á nó êm để anh em mình còn về Việt Nam chứ Về anh. ta đó, cái điều đó em là ai hay em đâu, mà cái điều em đó là ai cũng quan ai cũng mong muốn hết trơn, riêng không em có ai mong sang năm em có công việc ở bển, muốn. mà cái vụ này Tao nó hơi sang năm tao cũng có công việc trọng đại. nên bây giờ thôi dẹp cái vụ chính trị qua bên, em chỉ giờ lo cái Covid cho nó êm. Sao mà ông Biden ông lên ông làm sao, ông nói mà ông bỏ ra 100 ngày đó, ông bỏ ra 100 ngày đó Rõ ràng để ông ông tập cũng nói trung kêu lo gọi cho tập cái trung lo, mới biết rõ Covid ràng phải á. cô lập hết rồi tiêu diệt, rồi lại phải khoanh vùng, rồi phải chích ngừa, rồi làm mẫu làm dữ lắm. Ta thấy ông này có vẻ được, chứ còn bây giờ buông thả giống như Thì ông kia sắp chết. bây giờ ông Biden lên đó là ông phải dọn một đống rác của ông Trump, mà Trời ơi cái rác lớn nhất là rớt cái quá. COVID. Em anh thấy không, ngay từ ban đầu em cũng đã chia sẻ rồi, ngay từ ban đầu không có làm gì hết, Rõ ràng 3 tháng đầu không mà đã làm gì hết. khổ cái là đã được báo rồi, Tập Cận Bình báo rồi đó, mà vẫn cứ hạ thấp mức độ nghiêm trọng xuống và không lo gì cả, mới chết đó chứ. Bởi vậy nên cái hậu quả bây giờ là đúng rồi, hậu quả là vậy là chính xác rồi, đâu có cái gì đâu mà Đâu có bàn gì phải coi. cãi. Bây giờ trông chờ sao, bữa nay hình như là bữa nay bắt đầu chích cho ở trong bệnh viện đó, Bệnh viện bữa ở nay y bắt đầu tá chích bệnh á. viện trước, nhưng mà vẫn còn thiếu.
tại vì có 3 triệu mấy liều à, thì chích được có 1,5 triệu, tại cái thuốc này là chỉ 2 lần chích lận, cho nên vì chỗ đó 3 triệu thì thực tế ra chỉ chích được có 1,5 triệu người thôi, nhưng mà ưu tiên cho những người mà còn tiếp xúc với dịch bệnh, lây bệnh nhiều, y tá, bác sĩ các cái rồi, còn bao nhiêu thì bắt đầu tiếp tục, thì hy vọng là nó sẽ có tới phiên mình Em nghĩ sớm tới, chứ. em nghĩ tới phiên mình chắc phải giữa năm, Dữ vậy, giữa năm sau trời đất ơi, á. sao lâu vậy? Thì Tao từ tao nghĩ vài tuần nó cũng mày làm ta mày làm vậy đủ với ta ơi, quá. anh đừng có mơ, Trời không có đâu. ơi, Theo em nghĩ cũng phải có nhanh lắm á nha, em nghĩ là có nhanh lắm là phải tháng tư. phải hả, buồn vậy. Tao vậy, tao tao tính là tháng sau xong cái đó rồi, rồi mở cửa bay thương mại, rồi mình có cái giấy chích ngừa rồi, chảnh 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 là lên máy bay du lịch cho rẻ thì ta mà làm lâu. Thì anh cứ mơ đi, giấc mơ. Giấc mơ ai, ai. Trường mơ không tốn tiền mà cũng vì mơ mà Nói cười. chung là cũng cái COVID này làm gì làm, phải nó mới yên, thế giới mới yên được anh ơi. Trời, rõ còn ràng mấy mệt còn quá. cái chuyện bầu cử thì em nghĩ thời gian nữa thôi, đâu cũng vào đó thôi. Hôm nay là ngày quyết định nè, tao đang ngồi tao chờ nè, tao buồn buồn quá tao mới lên Không, đây. bữa nay là chưa, bữa nay mới bỏ phiếu thôi anh. Ngày 6 tây tháng 1 mới công bố kết quả bỏ phiếu. Dạ Ngày hả? 6 tây tháng 1 tối cao pháp viện mới là tuyên bố. Bữa nay Còn bỏ phiếu à? bữa nay là các bác đại cử tri á, là dồn về Washington để mà bỏ phiếu thôi. Rồi. Ngày 6 tây mới khui thùng phiếu và tuyên bố. Lại chờ nữa, Không trời chờ ơi, khổ. nữa, chờ nữa. Bởi tôi bực mình cái chỗ đó, tới bây giờ mà cũng không biết là ông ra làm đâu đâu. Nên cái Khổ. hệ thống bầu cử của Mỹ nó khá là Nó không phải, vậy, chỉ có kỳ này thôi, chứ kỳ trước nó phức. biết, bất phân thắng bại là biết ngay rồi, biết Tại ngay vì trơn bây giờ rồi. anh em nói là cái nước Mỹ á, là cái thư kiện là nó thuộc về văn hóa rồi. Ở Mỹ anh biết rồi, hở chút thưa hở chút kiện. Mà nếu á bây giờ bên ông Trump thưa, rồi sau này tới bên ông Biden thưa, rồi từng người cử tri thưa, rồi bang này thưa bang kia, thì ông bác đó chắc Nhưng không mà thể. từ hồi xưa thì cái lệ của cái này đâu đâu có cái kiểu như bây thì giờ, thì thì ông Trump ổng nó ổng thuộc ổng ổng phá lệ. ông Trump ổng mới khuấy động cái vụ này lên, ổng lợi dụng vào cái quyền tự do của nước Mỹ. Rồi. Và thí dụ như gặp những tổng thống các anh bác biết rồi, họ họ thua, chấp nhận thua, họ chuyển giao quyền lực trong một cách êm thấm và văn minh. Êm thắm thôi. Chỉ có cái ông Trump này thôi, Ồ. chỉ có ổng thôi, ổng khuấy động được, ổng làm cho nó náo loạn lên, nó rối loạn, rồi những cái giá trị. Thật ra cái hiến pháp Mỹ nó cũng chặt chẽ lắm, cái hiến pháp nó cũng lâu đời, nó cũng chặt chẽ lắm, Đâu rồi nhưng đó mà đàng hoàng chứ, nhưng mà cái ông này thì ông đi tìm những cái mà sơ hở của pháp luật á, thì ông bắt chen vào, ông làm những cái chuyện rùi bu, nhưng mà đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, mà tôi không nghĩ cái ông này ông nghĩ sao mà ông làm vậy, tao không hiểu nổi. Nhưng mà cái hay nhất của ông là tao thấy, tao thấy ông kiếm tiền được là tao tao tức cười quá, mà tao ngồi tao cười hoài, tao nghĩ không ra được. Và có những cái người mà hy sinh đủ cúng tiền cho ông mới là ghê chứ con. em nói với anh á, cái ông Trump á, ổng là young business, ổng có nhiều cách để kiếm tiền lắm, nhưng mà cũng một phần là do như vậy. Ở trong cái xã hội nó có nhiều cái loại người, có nhiều cái thành phần, nhưng mà có những cái thành phần á, em thấy họ họ tự nguyện ngu. Không phải họ ngu một cách vô tình nữa, họ cố tình ngu luôn. Vì một cái gì đó, một cái tôi, một cái gì, một cái ý thức gì đó. Nên Gãi bởi trúng vậy, gãi trúng bởi chỗ vậy, ngứa là đủ, phải là bởi vậy kia ông à. Trump ổng mới sống được chứ anh. Ổng mới làm được chứ. Chứ nếu mà ai cũng như anh em mình thì làm sao ông sống nổi, sao ông lấy tiền mình được. Thấy không? Nên xã hội nó phải có nhiều cái thành phần, nhưng mà ông Trump ổng gãi đúng cái chỗ ngứa của một 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 Số thành phần một số thành phần mà nó muốn nghe cái điều đó. nó thích được nghe những cái điều mà nó thuộc về giống như là Thượng ca một da cái trắng thượng sự đẳng đó mà đó đại thượng đẳng, một cái khái là sự ích kỷ anh, bản vậy đó, thân, đúng
bản thân. muốn muốn mình to lớn thì rõ ràng thì bây giờ cái chuyện mà da trắng thượng đẳng ở nước Mỹ này anh biết rồi, cái đó là điều đương nhiên. Đừng có nghĩ là cái ở nước Mỹ da trắng da vàng da đen là ngang nhau, những người nghĩ như vậy là Lầm bậy hoàn đó, toàn. Mình phải chấp mình phải nhận, hiểu, mình biết mình là phải ở chấp đâu, nhận sự thật. có nghĩa là mình phải biết mình ở đâu trong cái xã hội này đấy. Họ người da trắng mà họ họ là chủ là cả, còn cái đám mà di dân làm thuê làm mướn thì họ họ quen như vậy rồi anh. Ngay cả bây giờ á, tại mình không như họ chứ mình là chủ là cả như họ rồi, mình cũng vậy chứ mình cũng chẳng tốt lành gì đâu. Thì mỗi người nó có cái mỗi cái hoàn cảnh á, cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, thì anh là khi 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 anh đã làm business rồi, anh đã kinh doanh rồi thì anh đặt cái lợi nhuận là trên hết, lợi nhuận là trên hết rồi sau đó tính sau, chứ không có thể nào anh vừa kinh doanh mà anh vừa làm từ thiện, cái nào nó ra cái nấy đó. Thì em thấy ở ở đây có những cái mình không có tiếp xúc với người Mỹ nhiều, nhưng mà riêng đối với cái người Việt của mình thì em thấy đa số nha, đa số họ hồn nhiên quá. Em không dám từ dùng cái từ nào khác nữa, em chỉ dùng cái từ là hồn nhiên thôi, như trẻ thơ, đơn sơ lắm, đơn sơ lắm, mà nhiều khi thấy tội nghiệp, thấy tội nghiệp mang trên đầu trên cổ, không biết không biết mà lấy đó là vinh vinh dự nữa chứ, Vinh dự, đúng rồi. Mà khổ tại vì tao muốn vậy nói gì đó. đó, khổ vậy đó. Rồi đến giờ phút này á, mới bữa chủ nhật em ra quán cà phê thì cũng có mấy bác cũng như anh vậy đó, cuồng mà gọi là cuồng mà cuồng cuồng bất chấp á, cuộc bất chấp luôn á. Tới giờ phút này họ nói đây, ông Trump sẽ đưa quân đội vào giết hết, họ nói như là phim vậy. Ngây thơ vậy đó, làm như nước Mỹ muốn làm gì làm. Ông Trump là tổng thống, ông quân đội trong tay ông mà ông vô bắt hết, bắt nó nhốt hết, cái này là theo tàu. Mà một À, cái điều đó là lạ nữa nè, một điều lạ nữa nè, thí dụ như những lần mà em nói chuyện á, thí dụ như cái người như bác trưởng ở dưới Cali đi, anh thấy không, những con người đó trước kia có đầu óc chính trị một mà sao mực kỳ vậy? là nước Mỹ là ok, giá trị Mỹ là ok, minh bạch, tam quyền phân lập, check balance, rồi người ta nhìn ngó nhau một cái xã hội chính trị rất là hoàn chỉnh, không tham nhũng, nói ấy. Rồi bây giờ quay ngược lại, bây giờ quay tự nhiên cái bây giờ quay ngược lại, Nó bán hết cho tao rồi. thằng tàu nó đem tiền vô, bây giờ tụi nó tham nhũng đầy, cũng họ nói, Đúng cũng họ rồi, không à. trở giống như bánh tráng vậy đó. Trước kia thì ca ngợi tam quyền phân lập, một cái xã hội hoàn chỉnh minh bạch trong sáng, mà bây giờ quay ngược lại chửi. Những cái, anh thấy rồi, cái người Việt mình có những cái thành phần nó lạ lắm, họ không có chính kiến mà họ dễ bị người dễ Lung bị lạc. những họ họ dễ bị những cái thế lực chính trị nó xỏ mũi, họ dễ bị lắm. Với là họ Nhưng họ mà với lại họ 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 không có lập trường, nó hẳn dạ không có với lập lại trường. thường thường á, cái người Việt mình á hay hay bày đàn, hay bày đàn, Rồi. với lại nói để vui lòng nhau, nói để vui lòng nhau. Tại sao em thấy đây, tại sao có những người ta ủng hộ Biden người ta không dám nói, họ sợ mấy người kia, À, đúng rồi. họ sợ mấy người kia anh, họ không dám nói, chỉ có mình em à. Đâu có gì rõ ràng thích Đó, ai thì nên rồi họ ngồi với nhau, bắt đầu họ họ nghe mấy cái rồi rồi họ ngồi với nhau hôm qua
Em ngồi nghe mấy bác bên kia. Anh có nghe cái đài của Trần Nhật Phong không? Không. Ồ, mà Trần Nhật Phong nói tình lắm. Ồ, Trần Nhật Phong nói thế này nè, phải như vậy nè. Tụi nó, tụi Tàu nó âm mưu thế này nè. Ồ, mà nói như thiệt vậy. Tại vì á, anh biết sao họ, họ bị ghiền mấy cái đài đó rồi. Thật ra họ mở lên họ coi mấy cái đài đó không. Mà suốt ngày họ coi mấy cái đài đó rồi á, thì em thấy đầu óc họ nó bị u mê hết. U mê U mê u hết. mờ Anh thấy ở bên đây có nhiều cái kênh á, thí dụ như cái thằng Huy nè, rồi thằng Trần Nhật Phong nè, Lisa rồi Phạm là ô xa, mà bây giờ người ta có gì đâu coi. Anh coi đài Mỹ thì không biết tiếng, đó thì đó cái bây giờ thí dụ như mấy bác ở nhà rảnh rỗi không biết gì cứ mở tivi lên nó rỉ rả, nó nói suốt ngày, nó nói suốt ngày. Rồi em kể một chuyện vui. Có thằng bác cũng lớn rồi, cũng kể anh á, ổng thật thà lắm, tại ổng gốc Hoa mà, người Hoa người ta thật thà, ổng kể chuyện. Nhưng mà con cái ổng ở đây rất là giỏi, tụi nó dạy đại học đồ ở trên phía Bắc á, nó mới gọi điện thoại về, nó hỏi ba má bầu dai, ổng nói bầu cho chấm. Ồ, nó giận ông bả luôn. Cái ông ra ông kể tôi, nó con tôi nó giận tôi, hỏi giận sao, tại tôi đi bầu cho chấm. Mà cái tuổi trí thức á, tuổi trí thức á, nhưng mà bắt đầu là cái nó mới giải thích cho ông nghe. Thì ổng á, mà nhưng mà ổng có một cái được, có một cái ổng cũng nghe lời em, ổng đu theo em cá độ, ổng kiếm được 100, em kiếm được 300, ổng kiếm được 100, ổng đu theo em Biden, tôi kể cũng đủ mua gạo anh. Ồ, mà có fan cuồng, tôi bảo gì có fan cuồng mình. Em định bơm thêm nữa nhưng mà thấy tội nghiệp quá, thôi bơm bơm mấy bác tội quá, mấy bác đâu có lãnh tiền già không mà ăn đâu có vui vẻ gì đâu. Rồi, nhưng mà mấy bác cuồng quá thì thôi kệ, chiều mấy bác thôi, mấy bác muốn cá thì mình cá chứ. Rồi cái chuyện làm ăn, rồi bầu cử làm ăn, rồi bao nhiêu thứ cũng làm ăn, rồi quá chẳng qua vì tiền hết rồi, thấy không? Rồi quá thở ra, thậm chí vui thiệt. Ok. Rồi bác Peter đâu rồi? Peter Huyền đâu rồi? Vô đi gửi yêu cầu đi, tao lôi lên. Để, mới nói mà đủ phải tao còn đâu, để tôi còn đâu cái đã, tôi còn đâu cái đã, cười thấy mẹ luôn. Ok thì bây giờ bạn đi ngồi xuống đi, ngồi coi ông Peter cũng lên ông nói gì đây, cười thấy mẹ. Ông Peter nói đúng, phải nói làm giáo chủ rồi, hỏi làm giáo chủ gì đùa quá. Đạo Trâm hả? đạo được, cười thế mẹ. Tôi nói để thằng cậu đâu, tôi lên được cười đâu rồi Peter đâu. Rồi ok, rồi em xuống ngồi chơi đi, có gì lên nói chuyện. Rồi Em xuống nha. rồi ok Ok. Peter đâu, Peter đã mất rồi. Thì nói cho cùng thì đó đó thì không ngờ là 6 tây tháng 1 á, 6 tây tháng 1 là mới tuyên bố, còn bây giờ mới bỏ phiếu thôi à. Mà tao ngồi sáng thì tao trong góc tao coi mấy cái đài NVA gì đó, rồi tùm lum tà la, rồi nó có mấy cái đài của Hoàng Bách TV nè, Phạm Dũng, không phải Phạm Dũng, Hoàng Bách TV, Nửa Vòng Trái Đất TV, để coi thứ cái tình hình sao mà hồi nãy giờ đang ngồi coi thấy rõ ràng không, thì có nước Mỹ rất là lộn xộn trong cái kỳ bầu cử này, và nó xé toạc ra cái bức màn mà ta nói mấy tụi bay nghe là cái bức màn này nó được sơn phết trên một lớp sam, lên một lớp sơn hào nhoáng, và nó giấu kín trong đó. Và cái ông Trump này thì ông rất là lỗ mãng, và ông con người tánh tình rất là kỳ dị, mà cũng nhờ ông cho nên ra cái bộ mặt.